thầy dạy lái xe sáng đi quên coi ngày, chắc chuyến này thầy về bỏ nghề luôn quá. Từ để băng qua đường mà nói không sao tao biết băng qua đường. Rồi ok, tôi không nói gì hết, em chạy đi. Kêu tập trung mà nói không à. Anh quay vô lăng cái đó làm sao mà kịp. Trời ơi, miễn sao quay được thôi, quay làm sao. Trời, em quay là em phải quay dứt khoát. Em quay là mình quay một vòng, còn không á là mình nhả từ từ ra. Còn em quay mà em quay giống như là em đi từng bước em quay từng bước vậy á, làm sao mà người ta biết là em quẹo hay là em không quẹo. Thiệt luôn á, mấy kỳ trước mà em học giai đoạn 1, giai đoạn 2 mấy ông thầy kia dễ thương vô cùng luôn á. Gặp hồi qua thầy hả, hả, áp lực vô cùng luôn. Cái gì mà áp lực trời, tôi dạy cho mấy người thiệt tình luôn, tôi sợ dạy cho mấy người phụ nữ lắm luôn á. Trời thầy đừng dạy, tự nhiên người phụ nữ, phụ nam gì đây. À, tôi dạy cho mấy người thiệt luôn, không có giống như là hả, suốt ngày cứ không có hiểu gì hết mà hả, mọi người cứ giống như là chạy theo tự theo ý của mình không à. Ủa mới vô thầy có hiểu không? Hồi đó lúc thầy mới bắt từ chạy xe máy rồi thì qua xe ô tô thầy có hiểu không? Thì từ từ ngày nào cũng vậy, sáng ra thầy cho tôi một cái áp lực hả má ơi luôn. Sao mà áp lực được em trời, mình chạy thì mình chạy cho nó tập trung vô chứ. Mà ngày xưa tôi học thì tôi cũng tập trung mà, tôi đâu phải sao là... thầy nhớ thầy hồi xưa thầy sao? Đó đó, đằng sau nó bấm kèn kìa. Bấm kèn kệ nó, bấm kèn là mình phải hoảng sợ hả? Bấm kệ nó, tôi ngồi trong xe kệ tôi. Bấm trời. Kèn kệ thầy cũng nhắc nữa. Vậy đâu có được em trời, nói chuyện kỳ vậy. Thì tôi chạy chậm là nó bấm kèn, nó có quyền nó bấm kèn. Thì kỳ quá. Nhưng mà mình chạy mình giữ tốc độ em, mình chạy mình giữ tốc độ để ví dụ nó bấm kèn thì mình lách qua, mình lách từ từ qua. Chứ bây giờ em chửi vậy thì đằng sau nó bấm kèn thì ai mà nghe, thầy nghe chứ ai nghe. Hôm bữa trước thầy mới nói là nó bấm kèn kệ nó, bình tĩnh, bữa nay thầy kêu bấm kèn thì lách qua. Trời, tôi thì cũng nghĩ chứ, tôi thật dạy mỗi lần mà hả, tôi gặp ứng viên nào, học viên nào mà hả, phụ nữ là tôi thật tình luôn á. Thật tình thì thôi đi, nói phụ nữ thầy đừng dạy nữa.